Kính thưa quý vị, sau khi trưng cầu dân ý bản hiến pháp, huynh đệ Hồi giáo tập trung vào việc phát triển kinh tế, tính từ Cairo. Phát ngôn viên Murad Ali của Đảng Tự do và Công lý là cánh tay chính trị của huynh đệ Hồi giáo nói rằng, sau khi dân chúng chấp thuận bản dự thảo hiến pháp, đảng sẽ tập trung nỗ lực vào việc phát triển kinh tế. Bản hiến pháp được đông đảo các cử tri ủng hộ cho thấy thành phần tự do, thiên tạ và thiên chúa giáo đã không có đủ khả năng để chống lại huynh đệ Hồi giáo. Cuộc trưng cầu dân ý cho thấy huynh đệ Hồi giáo đã chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử kể từ ngày chế độ Hosni Mubarak bị lật đổ. Các tuần lễ biểu tình liên tiếp đã làm ảnh hưởng đến nền kinh tế. Chính phủ đã ra lệnh giới hạn không được đưa quá 10.000 Mỹ Kim tiền mặt rời khỏi đất nước hay vào đất nước. Chính phủ cũng đã hứa hẹn sẽ gia tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để có thể điều đình vay tiền của Quỹ tiền tệ quốc tế. Lệnh cấm đã được đưa ra sau khi Ngân hàng Trung ương áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để bảo vệ các ngân hàng Ai Cập. Nhiều người Ai Cập đã rút tiền tiết kiệm vì sợ bị giới hạn thêm.